chào các bạn, những người đam mê làm vườn. Tôi Tám Phong. Giữa Tám Phong thì hôm nay thì có cái dịp làm một cái clip để mà giới thiệu với các bạn cách xử lý ra hoa cũng như là trị một số bệnh mà thông dụng nhất của cây dừa. Bây giờ thì xin mời các bạn theo chân tôi. Đây là cây dừa, nó đang bị cái bệnh nấm trắng. Cái bệnh này là cái bệnh thường gặp nhất của cây dừa, và nếu như chúng ta trồng mà chúng ta không quan tâm thì nó sẽ chậm phát triển và cái lượng trái nó ra nó cũng không đạt như mong muốn chúng ta. Nếu như chúng ta trồng cây dừa mà chúng ta phát hiện những cái bệ dừa nó dính chặt vào nhau, nó không bung cái bệ ra được đó. Có nghĩa là người ta nói là cây dừa này sao mà nó nhọn cái đầu lên, thì chúng ta phải gọc hai bên mép này. Đây, gọc những cái này, lấy những cái sơ này ra, chúng ta kéo cái bẹ nó xuống thì nó sẽ bung ra thì ở trong đó nó sẽ có lớp phân trắng này. Lớp phân trắng này nó là cái lớp nấm mà nó làm cho cây dừa chúng ta không thể nào phát triển được. Chúng ta đam mê thì chúng ta phải theo dõi nó, khi mà phát hiện thì chúng ta phải làm thủ công, làm kỹ một tí. Đây, làm sạch vậy rồi xong chúng ta sẽ sử dụng một cái loại thuốc mà nó cũng đơn giản thôi. Thuốc này thì nó không trong cái danh mục cấm, nó là cái thuốc trị nấm. Tôi nói không nói tên khoa học, nói tên tiếng Việt để cho nông dân dễ hiểu. Đó là cái loại trên cái bao bì chúng ta thấy để chữ là thuốc đồng đỏ của công ty Hợp Chí, thì chúng ta mua về chúng ta bỏ vào cái lọ khoảng những lít nước gì đó, chúng ta bỏ cái thuốc vô, xong dùng cọ chấm hết lên những cái vết nấm này, thì 3 ngày sau quý vị sẽ thấy nó sẽ chuyển qua cái màu nâu. Đó là vết bệnh nó đã được lành rồi. Vết bệnh nó lành thì cây dừa nó sẽ phát triển thôi. Quan trọng thì quý vị phải kỹ nha, nếu mà đã trồng dừa rồi thì mình phải coi nó giống như người bạn của mình, chúng ta phải chăm sóc, kiểm tra sức khỏe nó thường xuyên. Quý vị đi dòng vườn dừa tôi thì cái lượng trái nó là rất là đều, cây nào nó cũng mang là 5 buồng 7 buồng trái, mà mỗi một buồng như vậy là nó phải dùng 15 tới 20 trái thì được cái thành quả này, thì cũng là phải kỳ công, cũng phải chăm sóc bằng những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được. Sẵn đây thì tôi sẽ giới thiệu quý vị qua cái clip dừa thứ hai của tôi. Đó là clip dừa mà nhiều khi người ta nói là trồng dừa thì phải 5-7 năm mới có trái. Nhưng dừa giống của tôi ở đây thì tôi lấy từ cái giống dừa cây bố mẹ ở đây, tôi nhận ra từ trong vòng 27 tới 30 tháng là dừa bắt đầu đâm bông kết trái. Xin mời quý vị qua clip thứ hai.